nghệ thuật. Tìm được lối đi riêng trong muôn vàn lối đi chung là một câu chuyện rất khó. Ai sẽ kể được câu chuyện đó hôm nay? Hãy cùng đến với Studio H9 hẹn cuối tuần. Học chung với Sơn Tùng MTP này cũng hơi áp lực nha. Đi hát đứng trên sân khấu mới là thành công đâu. Ừ. Bạn là một người thầy bạn cũng thành công mà. Cái trưởng thành của em là bởi vì em đã nhìn ra được cái chuyện cốt lõi đó rồi. Trong nghệ thuật em nghĩ cái đó là cần thiết nhất. Chưa được 5 tiếng nó đã được triệu view rồi. Ở tận sông Hồng em có biết, quê hương anh cũng có dòng sông. Anh mãi gọi với lòng tha thiết, dàm có đông ơi, dàm có đông. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một nhân vật mà sẽ rất là nhiều người gọi anh ấy là hiện tượng mạng xã hội. Bởi vì trên Facebook rồi TikTok chúng ta có thể từng đã gặp nhân vật này. Xin mời quý vị cùng đến với ca sĩ Viết Thu. Xin chào anh Tùng. Và xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ. Tại sao mà tôi nhắc đến hiện tượng xã hội, mạng xã hội là bởi vì là chúng ta vừa nói tới tác phẩm Chào Em Cô Gái Lam Hồng, đúng không? Dạ. Một trong những cái bài hát mà bạn đã hát ở các chương trình khác, đặc biệt là Bamboo Concerto. Yeah. Được rất là nhiều khán giả và giới chuyên môn đón nhận. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng gặp nhau trong chương trình này. Đầu tiên là cảm ơn bạn và sau đó là chúc mừng bạn. Bởi vì Studio H9 hẹn cuối tuần của Ban Ca Nhạc Đài Truyền Hình Hồ Chí Minh không phải là nơi để dành cho những ca sĩ trẻ xuất hiện, mà là nơi công nhận những cái bạn ca sĩ trẻ đã bắt đầu có những cái tạm gọi là những cái bước tiến trong cái con đường sự nghiệp của mình. Và hôm nay thì chúng tôi cũng biết là bạn đã có được những cái bước đi rất là vững chắc trong cái con đường sự nghiệp của bạn. Vì vậy xin phép được cùng với khán giả truyền hình trò chuyện với bạn với từ khóa đầu tiên mà chúng tôi dành cho Viết Thu hôm nay. Từ khóa đầu tiên chúng tôi dành cho Viết Thu đó chính là lối đi riêng. Tại sao lại là từ khóa này? Không hẳn chỉ có nghệ sĩ mà Tùng tin là tất cả chúng ta, mỗi người sống trong cuộc sống đều sẽ luôn luôn trăn trở với lối đi riêng. Đi làm sao để con đường đó là con đường của mình, mà mình tự tin nhất, thoải mái nhất, đích đến là nơi mình muốn đến nhất. Nhưng mà trông gai thì lúc nào cũng sẵn có. Khi nào sẽ bỏ cuộc, khi nào sẽ bước tới, và liệu có bỏ cuộc hay không. Mỗi một người trong cuộc sống đều luôn luôn đặt cho mình rất nhiều những câu hỏi như thế trên lối đi mà mình đã chọn gọi là lối đi riêng. Vậy thì anh chàng nghệ sĩ này đã có những trăn trở gì trên con đường của mình? Và trước khi kể thì đúng format của chương trình thì chúng tôi sẽ hỏi bạn một gói câu hỏi nhanh 5 câu. Dạ. Nha. Sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Câu số 1. Đến với âm nhạc từ khi nào, hát bài gì đầu tiên, ở đâu? Đến với âm nhạc từ khi còn rất bé và hát đầu tiên Chào Em Cô Gái Lam Hồng. Câu số 2, 3 tính từ miêu tả bản thân. Hiền lành, trung thực, yêu nghệ thuật. Câu số 3, điều tâm đắc nhất với bản thân. Bền chí. 3 từ để miêu tả về dự án sắp tới. Mới, chấp và thật. Câu số 5, ước mơ trong tương lai. Ước mơ trong tương lai sẽ làm được những điều mình muốn, sẽ cống hiến thật nhiều cho nghệ thuật và sẽ đi một bước đi thật là vững chãi với con đường riêng mà mình đã chọn. Dự án mà Viết Thu vừa nhắc đến trong câu hỏi số 4 của mình đó quý vị, là một dự án mà Tùng rất là rành. Đó là chính là dự án đêm nhạc Trịnh Công Sơn, được mang tên là Đối Thoại Trịnh Công Sơn Tình Yêu Tìm Thấy. Chương trình này nằm trong khuôn khổ của Festival Huế. Chút nữa mình sẽ nói về chương trình đó sau. Em học nhạc viện từ khi nào ha? Em vào nhạc viện từ năm 2012. Em bắt đầu học từ trung cấp, miệt mài cho đến trung cấp xong đại học. Và em có nghỉ một thời gian nhẹ nhẹ, xong sau đó lại tiếp tục con đường cao học ở nhạc viện Hồ Chí Minh. Và nếu như không có gì gọi là trắc trở thì đúng tháng 10 này thì em sẽ tốt nghiệp cao học. Em có định đi theo con đường giảng dạy không? Em sẽ đi song song giữa việc giảng dạy và một nghệ sĩ trình diễn. Vì em nghĩ rằng hai con đường đó, con đường nào nó cũng cho mình làm được những cái điều rất là hay. Đầu tiên khi con đường giảng dạy, đó là mình làm cho người khác chinh phục được cái ước mơ của họ. Và con đường biểu diễn là mình chinh phục cái ước mơ của mình. Khi em quyết định theo nhạc viện, nghĩa là em đã quyết định đi theo con đường biểu diễn chuyên nghiệp. Dạ. Yeah. Đúng không? Là yeah. Định hướng ngay từ nhỏ của em là yeah. Vậy. Rồi với cái lứa phát triển của tụi em là 9X đúng không? Yeah. Thì thông thường là mình có rất là nhiều bạn cũng đi vô nhạc viện nhưng mà không có tốt nghiệp.
mà là sẽ đi biểu diễn luôn. Do cái quá trình biểu diễn nó cũng bận bịu rồi, những cái thành công tới sớm là các bạn nghĩ rằng là cái việc tốt nghiệp cũng không cần thiết. Em đã từng bao giờ suy nghĩ như vậy chưa? Em cũng đã từng thử nghiệm và nói thật với anh rằng là rõ ràng là nó thất bại. Năm 2012, cái khóa của em thì có một người rất đặc biệt và bây giờ cậu ta vẫn rất đặc biệt, đó là Sơn Tùng MTV. Cậu ta đặc biệt đến độ và cậu ta chơi rất thân với em, giống như là hai anh em với nhau vậy. Và Tùng là một người thành công rất sớm. Và thành công và được đón nhận rất nhiều. Ngược lại, em lại là một người cần mẫn, suốt ngày chỉ học, học và học. Khi Tùng đã thành công ở đỉnh cao sự nghiệp rồi, em vẫn học. Và tới bây giờ khi Tùng vẫn đang làm việc tiếp, em vẫn học và tiếp tục nuôi ước mơ của em. Nhưng mà Tùng vẫn luôn luôn tôn trọng em, là vì Tùng nói là cái con đường mà theo nghệ thuật á, theo như mình nghĩ thì đâu phải chỉ là đi hát đứng trên sân khấu mới là thành công đâu. Bạn là một người thầy bạn cũng thành công mà. Bạn là một người thầy bạn dạy cho rất nhiều các ca sĩ khác bạn cũng là thành công mà. Thì em cũng ghi nhận điều đó. Nhưng trong sâu thẳm của em, em vẫn có những khát khao, vẫn có những ước mơ, vẫn có những hoài bão. Em được đứng trên một sân khấu lớn để thỏa sức hát với đam mê của em, với cái dòng nhạc mà em yêu thích, với những người yêu thích dòng nhạc đó, và người ta đón nhận em bằng những tràng vỗ tay. Chính ra là nếu mà học chung với Sơn Tùng MTP này cũng hơi áp lực nha. Thưa quý vị, Viết Thu cũng tạm gọi là chạy trật đi trên con đường riêng của mình, nhưng mà bạn ấy rất là điềm tĩnh. Điều gì đã khiến em có một cái sự kiên trì rất là lớn trong một khoảng thời gian rất dài vừa qua? Em nghĩ là vì em đam mê âm nhạc một cách hết sức là thuần túy và hết sức là vô tư. Em muốn rằng cái âm nhạc của em phải là một cái âm nhạc tử tế, phải là một âm nhạc mà đến được với công chúng một cách đàng hoàng, một cách bài bản, và được công chúng thương, mà thương cái kiểu đó thì em nghĩ nó sẽ còn được hoài. Đó cũng chính là một trong những điều mà anh rất là quý em. Bởi vì thật ra người nghệ sĩ, mỗi người nghệ sĩ sẽ có một con đường đi riêng. Nhưng mà con đường đi của em á, cái nền tảng rất là chắc chắn. Em không có chờ đợi ở mình những cái điều nó hào nhoáng mà một cách gọi là bề mặt. Tại vì tất cả những giá trị bề mặt nó rồi sẽ biến mất hết. Có những người chỉ có một bài hát duy nhất trong cuộc đời mà thôi, không bao giờ có một bài thứ hai nữa. Nhưng mà những người có nền tảng á quý vị, nếu như không biểu diễn được cho đám đông cực lớn thì vẫn sẽ có đám đông riêng của họ. Nếu như đám đông riêng của họ không có thì họ vẫn có thể đi dạy để truyền nghề tiếp cho những thế hệ sau. Thì kiểu gì họ vẫn có thể sống bằng đam mê được hết. Đó mới chính là cái cốt lõi của một người có nền tảng. Thì anh nghĩ là cái trưởng thành của em là bởi vì em đã nhìn ra được cái chuyện cốt lõi đó rồi. Bây giờ mình nói về Chào Em Gọi Làm Hồng đi. Khi mà em đăng tải cái này lên TikTok, em thấy cái số lượt view nó tăng lên như vậy, em có bất ngờ không? Dạ em rất bất ngờ. Cái clip mà TikTok đầu tiên mà em đăng đó, thì em chỉ hát mộc với một chị đệm piano cho em, đó là chị Mỹ Dung, là một người mà em rất là mang ơn. Vì cái tiếng đàn của chị nó kết hợp với giọng hát của em, nó hợp kinh khủng. Đó, khi nào mà em hát với một người khác đó, thì tại sao Viết Thu hát mà Mỹ Dung không đệm đàn? Và hai chị em rất là vô tư vì hát cặp với nhau vào cái mùa dịch đó. Tại vì là từ hồi nào tới giờ cái sự nổi tiếng nó chưa chịu đeo bám em. Nên em không hề nghĩ đến rằng là mình up lên sẽ có nhiều lượt view là gì hết. Thì em chỉ vô tình mình up lên nó để mình lưu trữ. Nửa tiếng đầu nó không có gì hết. Xong cái điện thoại em nó cứ sáng liên tục luôn. Em mới nói, ủa sao điện thoại mình bị hư hay gì ta? Quá trời người nhắn tin, quá trời người comment rồi, quá trời người follow. Em mới kêu, wow, thì ra làm cái việc mình thích mà mọi người đón nhận thì nó thật là sung sướng biết bao nhiêu. Đúng rồi. Chỉ trong một ngày đầu tiên clip Chào Em Cô Gái Lâm Hồng của em đã có hơn 15.000 người follow trên TikTok. Wow. Và nó hình như nó chưa được 5 tiếng nó đã được triệu view rồi. Trời ơi, quá trời. Mà đó là một buổi tối. Em cũng rất vui vì nó theo một thời gian rất dài. Và bật mí với anh Tùng nữa là cái bài Chào Em Cô Gái Lâm Hồng đó, mà trước khi mà em hát với chị Dung đó là em đã thi tốt nghiệp ở nhạc viện. Thì em muốn đó như là một cái món quà mà em gửi tặng cho cha của em. Và em nói là cha em hát vào là cuối cùng đi. Và khi em hát bài đó xong, tất cả các bạn cũng như là các bậc phụ huynh đến xem này kia vỗ tay rất rất nhiều. Rất là nhiều, và em rất hạnh phúc vì điều đó. Và thầy em cũng rất tự hào về em buổi hôm đó. Anh mà là em á là anh cho em chào hoài luôn, là chào cô gái Lâm Hồng nè. Xong rồi anh sẽ cho em một lần nữa là chào trong bài Lá Đỏ cũng chào à. Chào em cô gái tiền em phương đang, em là đúng đang không? Tất cả các loại chào cho chào hết. Dạ. Là chào từ Nam ra Bắc chào hết, nguyên một cái đĩa chào không. Tại vì thật ra cái lời chào ở trong tiếng Việt, ở Việt Nam nó được thể hiện qua rất là nhiều cách. Thậm chí anh nói ví dụ như là trở về dòng sông tuổi thơ cũng là cách em chào quê hương. Dạ. Đúng không? Khi mẹ em hát, ở trong đó nó không có chữ chào nhưng mà cũng là một cách em nói với quê hương. Có rất là nhiều cái hay. Và tại sao lúc đó em không nghĩ là em cần phải làm một cái sản phẩm nhạc đỏ liền ha? Em không có nghĩ rằng là
người ta sẽ đón nhận mình như vậy. Và cái thứ hai rằng là về cái tiềm lực kinh tế, cái này phải nói thẳng và nói thật, là vì để làm một sản phẩm á, nó không hề đơn giản như mọi người nghĩ. Nếu mà làm cái kiểu mà làm cho vui thì em đã và đang làm cái chuyện đó hồi trước với chị Dung. Nhưng mà để làm một sản phẩm chỉnh chu mà để cho mọi người đón nhận, khán giả đón nhận và giới học thuật cũng đón nhận, thì cái điều đó đối với em rất trân trọng nó. Thành ra đối với em khi làm sản phẩm nó không có cái chuyện, nếu mà đã làm thật thì phải thật. Cái lý do đó cho nên là em mới chần chừ mãi và cho đến thời điểm này em bắt đầu cảm thấy mình cần phải làm. Nếu như mình không làm, em nghĩ nếu như mình không làm á, mình sẽ phụ ơn trên đã cho mình cái tiếng hát rèn luyện tới ngày hôm nay và phụ những cái tràng vỗ tay của khán giả. Vì những người ở trên TikTok hàng ngày vẫn luôn luôn comment: Thu ơi hát bài này đi, cô thích bài này lắm. Anh Thu ơi, chúng em là lính đảo, chúng em rất thích anh hát bài Nơi Đảo Xa. Chúng em rất thích anh hát bài Tổ Quốc Gọi Tên Mình. Hay là những anh bộ đội thì anh Thu ơi, anh có thể hát 10 bài trong quân đội được hay không? Thì những cái điều đó nó làm bản thân em nghĩ rằng là mình phải làm. Cuộc đời của mình phải làm để mình trả hết những cái ơn đó. Và đặc biệt nữa là một cái rằng là để bản thân mình được thỏa sức, thỏa cái niềm đam mê với nhạc đỏ, và để mình truyền được cái năng lượng đó đến với các bạn trẻ. Và hãy làm thôi. Bởi vì anh luôn luôn có một cái quan điểm như thế này nè, chỉ có mình mới hiểu mình nhất, chỉ có mình mới thương mình nhất, và chỉ có mình mới được quyền hiểu được mình cần điều gì nhất. Mình không tự làm sẽ không ai làm cho mình hết. Ngay cả khi mà có người khác lo cho em thì người ta cũng cần phải nhìn thấy em biết tự lo cho mình, thì người đó người ta mới tự tin lo cho em được. Còn nếu mà mình không tự lo cho mình mà mình lệ thuộc vào bất cứ một điều gì khác, nó sẽ rất khó. Tuy nhiên, bên cạnh con đường đi này thì Viết Thu cũng đã sẵn có một con đường đi khác rộng mở phía trước, đó chính là con đường hát nhạc Trịnh Công Sơn. Cũng ngay trong cái đêm Bamboo Concerto thì Viết Thu cũng để lại một ấn tượng rất mạnh khi trình bày ca khúc Đường Xa Vạn Dặm. Một cái bản cũng khá là khó của nhạc Trịnh khi nói về cái nỗi nhớ người mẹ đã khuất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Sau đó thì sắp tới đây thì Viết Thu cũng được đặt để vào chương trình đối thoại Trịnh Công Sơn với một cái vị trí rất là đặc biệt khi mà được giao một trong những bản khó nhất của chương trình. Và đứng trước cái thử thách này, em có sợ? Dạ, thật ra em không sợ. Với em từ hồi nào đến giờ, muốn đạt được một điều gì đó không bao giờ mình đạt được ngay. Mình phải tập luyện và tập luyện. Thì khi giao hai bài đó cho em xong, từ tối hôm đó về đến bây giờ, trong đầu em ngày nào nó cũng xuất hiện hai cái bài đó trong đầu hết. Và khi cái bản phối demo gửi qua thì em rất là ưng ý. Và em nghĩ em đã hình dung ra được cái ngày em đứng trên đó em sẽ hát, mỗi câu hát, mỗi cái hơi thở của em nó sẽ là như thế nào. Và em nghĩ rằng là em sẽ làm cho anh tự hào về em một lần. Hôm nay chúng tôi nếu mà nói chuyện riêng á, thì sẽ nói rất là dài, nhưng với quý vị thì xin được phép khoe với quý vị là vào đầu tháng 6 này trong khuôn khổ Festival Huế thì sẽ diễn ra một cái đêm nhạc rất là đặc biệt của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ngay trước Điện Kiến Trung, là một điện vừa mới được trùng tu của Đại Nội Huế, rất là đẹp. Và lần đầu tiên nhạc Trịnh Công Sơn sẽ được dựng theo kiểu đối thoại của ngày xưa và ngày nay, của Đông và Tây kết hợp. Chúng tôi sẽ đưa cả nhã nhạc cung đình Huế, cả hò Huế và cả những bài hát của những nhạc sĩ khác vào cùng trò chuyện với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chương trình được mang tên là Tình Yêu Tìm Thấy, như một cái ý nghĩa rằng là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và những nhạc sĩ khác của Việt Nam như một tình yêu đẹp của âm nhạc mà khán giả đã tìm thấy giữa cuộc đời này. Chúng ta vừa hết phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Bây giờ xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay với phần thứ hai của chương trình. Bây giờ hiện tượng mạng chào em cô gái Lam Hồng sẽ bị thử thách, cho nên là chắc chắn là sẽ không bắt hát chào em với Lâm Hồng đâu, sẽ mời hát những đoạn nhạc khác để tặng cho khán giả truyền hình. Trong những lá thăm này sẽ là những yêu cầu dành cho em. Nhiệm vụ em đơn giản lắm, thăm viết gì làm đấy, thế thôi. Thật ra là hôm nay em vẫn đang bị viêm họng đó nha. Hát chơi thôi mà, giống như em thăm anh rồi em hát tặng anh thôi. Giấc Mơ Mùa Lá của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng. Đây là một nhạc sĩ mà có thể nói là Viết Thu cực kỳ ngưỡng mộ. Viết Thu có hát một bài khi nhạc sĩ tâm sự, đó là bài này nhạc sĩ viết cho cha của mình. Và khi Viết Thu hát bài này trong chương trình tốt nghiệp đại học của mình thì đã có những giọt nước mắt rơi từ người thầy mà Viết Thu cũng coi đó là người cha thứ hai của mình.
và có những giọt nước mắt rơi từ những bạn sinh viên khác. Và cái bài đó sau đó được phổ biến rất nhiều. Giấc mơ mùa lá em cũng biết, nhưng mà hôm nay em xin không hát giấc mơ mùa lá vì bài này rất phổ biến, rồi em sẽ hát cái bài đó, Bốn mùa yêu thương của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng. Miệt mài trên phố nắng chưa hè, lạnh từng chiều đông gió về, những đêm trắng mưa đường trơn xa mờ, còn mãi không nhòa cùng tháng ngày, rộng dài tuổi thơ bốn mùa, nép sau bóng cha ngày vui về nhà. Chặng đường đầu tiên nơi tôi lớn khôn, nhọc nhằn đời cha xó xương, nhiều gian nan khó khăn đè nặng hai vai, ước mơ cha dành cho con biết bao, thỏa một trời mai nắng hồng, những đêm ngóng trông giờ con về nhà. Thứ hai, nhạc sĩ Trần Công Sơn. Mẹ bỏ tôi đi đường xa vạn dặm, mẹ bỏ con đi đường xa mịt mùng, mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi. Trong khi con ngồi, mẹ bỏ con đi. Trong khi con nằm, mẹ bỏ con đi. Mẹ bỏ tôi đi, mẹ bỏ con đi. Mẹ bỏ con đi đường xa vạn dặm, mẹ bỏ con đi đường xa hoạn nạn. Giấc ngủ chưa tròn, mẹ bỏ con đi. Gối lệch chăn mòn, mẹ bỏ con đi. Mẹ bỏ tôi đi, mẹ bỏ con đi. Bao nhiêu tiếng cười của ngày xa xưa, bao nhiêu giấc mộng lòng phạc bay xa. Mẹ bỏ con đi. Bài này mỗi lần anh nghe hát là anh đều phải cảm thấy nó hơi phải lắng lắng lại tí nha. Anh cũng thấy là mỗi lần em hát em đều phải nhập tâm rất là nhiều, đúng không? Dạ đúng rồi. Lá thăm tiếp theo, nhạc sĩ Trương Quang Lục, ca khúc Vàm Cỏ Đông. Ở tầng sông Hồng em có biết, quê hương anh cũng có dòng sông, anh mãi gọi với lòng tha thiết, Vàm Cỏ Đông ơi, Vàm Cỏ Đông ơi, ơi Vàm Cỏ Đông ơi, dòng sông nước xanh biên biệt chẳng đổi thay dòng, đuổi Pháp đi rồi nay đuổi Mỹ xâm lăng, giết tan tàu giặc giữ gìn quê hương, giết tan tàu giặc giữ gìn quê hương. Yeah. Ok. Và tiếp theo là nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu với một ca khúc Những Ánh Sao Đêm. Làn gió thơm hương đêm về quanh, khu nhà tôi mới cất xong chiều qua. Tôi đứng trên tầng gác thật cao, nhìn ra chân trời xa xa. Từ bao mái nhà đèn hoa sáng ngời, bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng. Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu, nghe máu trong tim hòa niềm vui, lâng lâng lời ca. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tô ấm sông vui tình lứa đôi, lòng anh những thấy càng thương nhớ em, dù xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say, xây cho nhà cao cao mãi.
đẹp tổ quốc của ta. Anh lắng nghe bao lời ân ái, những bài tình ca. Thưa quý vị, và như vậy thì Victor vừa mới đi qua thử thách của chương trình ngày hôm nay để quý vị cũng có cơ hội để làm quen nhiều hơn với giọng hát của Victor. Hy vọng là trong thời gian thật là gần thôi thì Victor sẽ cùng đến với ban ca nhạc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh để tặng cho quý vị thật là nhiều những ca khúc hay quý vị nhé. Còn bây giờ sẽ là phần 3 của chương trình hôm nay. Đã đến lúc chúng ta biết được thêm một cuốn sách hoặc là một vài cuốn sách nữa từ ca sĩ Viết Thu. Viết Thu sẽ tặng cho mọi người một vài đầu sách mà bạn yêu quý để bổ sung vào trong một cái thư viện sách mà hiện nay chúng tôi đang tạo ra cùng với lời kêu gọi là đọc sách nhiều hơn từ trong khán giả của Sở Chính Hẹn Cuối Tuần. Dạ, có một quyển sách mà Viết Thu rất là yêu là, và vì như vậy thì Viết Thu nghĩ rằng là Viết Thu hát nhạc đỏ mới hay. Đó là cuốn sách Điệp Viên Hoàn Hảo, Phạm Xuân Ẩn. Và Viết Thu rất thích quyển sách đó vì trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đó, thì từ nhỏ mình đã xem qua những cái bộ phim Điệp Viên 007. Đó là những cái người mà Viết Thu hết sức thần tượng. Nhưng mà khi Viết Thu tìm hiểu về lịch sử và biết được những cái mà ông cha mình đã trải qua đó, biết được những công việc mà ông cha mình đã làm đó, thì Viết Thu cảm thấy rằng là ông cha mình còn vĩ đại hơn những người đó rất nhiều. Một người tình báo mà Viết Thu nghĩ rằng ông là một người vô cùng giỏi, và Viết Thu rất là ngưỡng mộ. Trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ nó nhiều khó khăn, nhiều thiếu thốn như thế, mà bằng cái niềm tin với cái tình yêu đất nước, với cái sự thống nhất Nam Bắc, mà ông cũng như những cái người đồng đội của ông đã làm nên được những cái chiến công mà Viết Thu nghĩ rằng là hết sức tự hào. Và rõ ràng khi Viết Thu hát những câu hát nhạc đỏ, viết những ca, hát những ca khúc ngợi ca về quê hương đất nước, Viết Thu cảm thấy là cái lòng ngực mình, tim mình nó đập rộn ràng. Mình đang hát trên cái tinh thần rằng là mình biết ơn hết sức sâu sắc, hết sức thật những người đã làm những cái công việc đó để cho mình có được cái cuộc sống ngày hôm nay. Hôm nay anh lại thêm một cái câu chuyện nhỏ nhỏ nữa để anh tặng cho khán giả truyền hình để biết được rằng là đôi khi cái chuyện hát nó không chỉ đơn giản là tập hát bằng kỹ thuật thanh nhạc. Mà nó còn là tập hát bằng việc trui rèn cho mình những cảm xúc đến từ những bộ môn nghệ thuật khác. Giống như em hôm nay là em đọc sách nè, em xem phim nè. Và hy vọng là thời gian tới đây thì chúng ta sẽ thấy được cái sự chín mùi dữ dội hơn hàng ngày của giọng hát Viết Thu. Ngày hôm nay thì cảm ơn em đã cùng đến với chương trình này để chia sẻ về âm nhạc nè, về sách nè, về rất là nhiều những điều đã diễn ra trong chặng đường đi của mình. Hy vọng là em sẽ sớm đạt được những cái ước mơ của mình, ví dụ như là một cái album nhạc đỏ đầu tiên của mình nè. Với lối đi riêng của mình thì Viết Thu sẽ an lòng rằng là khán giả vẫn dõi theo em, một người đã yêu âm nhạc bằng một trái tim tràn đầy đam mê, chịu khó rèn luyện và luôn luôn trong sáng với tình yêu đó. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Và Viết Thu cảm ơn Đài Truyền hình rất nhiều. Cảm ơn tất cả quý khán thính giả đang xem một chương trình cực kỳ ý nghĩa như thế này. Và mong rằng mọi người sẽ ủng hộ cho chương trình nhiều hơn để có những tập phát sóng thật là hay hơn nữa. Quý vị thân mến, cho phép chúng tôi được lấy tên của chương trình mà Viết Thu sẽ tham gia tại Huế để làm cái tứ kết cho chương trình ngày hôm nay. Đó chính là Tình Yêu Tìm Thấy. Với tất cả những người nghệ sĩ thì quý vị khán giả chính là tình yêu mà chúng tôi tìm thấy giữa cuộc đời này. Xin được phép gìn giữ tình yêu đó thật sâu đậm trong trái tim tôi, trong trái tim của Viết Thu, để tặng cho quý vị những giá trị thật là lớn của sự trui rèn và đam mê mà chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã yêu quý chúng tôi và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.
nắng chiều lưu luyến vương bóng cầu làng quê thân yêu. Chèo làng thôn quê ta khuất xa chiều mến ơi, hỡi sông quê nhà hỏi sông nơi đây có bao anh hùng hỡi rồi, các anh các chị tuổi xuân đôi mươi cánh tay luyện thép ơi, đánh giặc đêm ngày đạn bom không ngăn tiếng ca yêu đời hỡi rồi. Sừng sững bóng cầu Hàm Rồng đứng soi bóng dòng sông Mã chạy mênh mang ơ, ơi quê ta bao yêu thương vàng nước sông tiếng hát anh hùng ơ, hùng vĩ đứng bên Hàm Rồng đó cầu chuối bờ Nam ngạn tươi xanh ơ, tên cô dân quân hiên ngang mãi mãi vàng cùng sông Mã kiên cường ơ, hỡi số khoan ơi số khoan. Làng thôn quê ta vẫn vui cày cấy ơi, hỡi ai xuôi ngược dừng nghe câu ca xóm thôn được mùa hỡi gió khoan, chào những anh hùng đất Hàm Rồng đó giữ vững cầu giữ vững mạch giao thông mơ, ai qua nghe vang bên sông những tiếng ca nhịp sông từng bừng ơ, lừng lấy chiến công Hàm Rồng đó đây bóng cầu ghi sức mạnh quân dân ơ, ta yêu con sông quê hương yêu những con người bất khuất kiên cường ơ, họ sao anh ba em cho em tới gặp thầy đó, thầy họ cùng họ Hà, Hà với em luôn, Hà Quang Đại, thì thầy chỉ thấy em vẽ trên nghịch ngạc trên tờ giấy thôi, thầy nhận không lấy tiền. Em đậu, em nhớ lúc đó được thưởng 35 ngàn, xong được mua được 8 tô bún bò lúc thời điểm đó. Một cái bạn gia cảnh bình thường mà học mỹ thuật công nghiệp là đã khó. Dạ. Mà một bạn gia cảnh bình thường học thời trang thì rất khó. Làm dành dụm bao nhiêu tiền, em cứ bỏ tiền để em làm show,
em làm show một cách bạc mạng luôn. Một trong những cái nguồn cảm hứng của Tùng đó chính là những cảm của Hàn Tiết. Em vẫn lại nhớ lấy câu nói của mẹ em là luôn tự tin với chính bản thân mình. Mình phải như thế nào đó thì người ta mới yêu thích cái của mình. Thôi mình cứ tự tin với những cái mình làm đi.